Mẹ ca sĩ Nguyên Vũ ảnh hưởng tâm lý vì sự cố lớn nhất sự nghiệp của con trai. Thưa quý khán giả, những người theo dõi drama Gia tộc Vũ Linh ủng hộ Hồng Loan đều cảm nhận được tình cảm phụ tử thiêng liêng của cha con Linh Loan. Vì vậy, họ muốn bảo vệ, muốn giữ trọn tình cảm tốt đẹp trước sự chia cắt của những kẻ hãm tiền quên ơn nghĩa. Cũng là một người con yêu mẹ, ca sĩ Nguyên Vũ xót cho cuộc đời trắc trở truân chuyên của Hồng Loan, cảm động trước tình cảm cô dành cho đấng sinh thành. Vũ, Loan cùng tần số với nhau về tấm lòng hiếu thuận, vì vậy họ dễ bắt nhịp, thương nhau, quý nhau hơn. Tuy nhiên, vì giúp đỡ cho Hồng Loan, vừa qua ca sĩ Nguyên Vũ đã gặp sự cố truyền thông, được cho là ồn ào nhất sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, đến mức người quen và mẹ của anh đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Thưa quý khán giả, ủng hộ Hồng Loan lấy lại sự công bằng, triệu triệu quý khán giả chỉ mất chứ chẳng được gì. Quý vị mất thời gian cập nhật xem tin tức, quý vị tốn năng lượng tích cực vì phải phẫn nộ trước hành động của công ty thâu đám tang. Nhưng quý vị vẫn yêu thương, vẫn ủng hộ Hồng Loan vì yêu mến cổ nghệ sĩ và vì tấm lòng hiệp nghĩa giúp người yếu thế. Ngoài quý vị, còn chị Ni, Vũ Lân, Nguyên Vũ là những người mất nhiều hơn được. Khi hỗ trợ cho Hồng Loan bước vào drama, họ không kinh doanh online. Sau khi có chỗ đứng trong drama, họ cũng dứt khoát nói không với việc buôn bán. Dù đây là thời điểm thuận lợi, là cơ hội hiếm có, khó tìm. Vũ Lân, Nguyên Vũ là hai nghệ sĩ nhờ giúp Hồng Loan danh tiếng hình ảnh của họ có thể lên cấp thêm một level. Nhưng đổi lại, đây là ván bài định mệnh, họ phải đặt cược sự nghiệp cả đời gây dựng. Cái được của họ quá nhỏ so với những gì có thể họ phải mất đi, phải trả giá. Nếu đi sai, đi trượt, dù chỉ là một nước cờ, nhưng vì cổ nghệ sĩ, vì Hồng Loan, vì tinh thần hiệp nghĩa, họ vẫn lấy sự nghiệp của mình ra để quyết chơi tất tay với bè lũ cành cành. Ca sĩ Nguyên Vũ được đánh giá là một ca sĩ có đời tư sạch sẽ, không dính scandal, không nổi tiếng bằng những phát ngôn gây sốc, bằng những livestream chửi bới. Anh được người hâm mộ biết đến với nhiều vai trò là ca sĩ, diễn viên, giám khảo, MC và kinh doanh. Cũng giống như nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, ca sĩ sinh năm 1975, kính tiếng về đời tư, có thể nói việc hỗ trợ Hồng Loan lần này là lần đầu tiên nam nghệ sĩ ra tay can thiệp sâu vào một drama trên mạng xã hội. Drama Gia tộc Vũ Linh là câu chuyện của một gia đình, mức độ ồn ào gói gọn trong một phần khúc khán giả nhất định. Nếu là người thích ồn ào và thích lấy tài tiếng làm thương hiệu, Nguyên Vũ đã xen chân vào nhiều drama xã hội khác, chứ không cần phải đợi đến lúc này mới nhảy vào drama của Gia tộc Vũ Linh. Hiện tại ở tuổi 50, ca sĩ Nguyên Vũ đã có tất cả, có danh tiếng, sự nghiệp, có sự ngưỡng mộ và yêu thương của khán giả, khá kính tiếng nên không phải ai cũng biết Nguyên Vũ là một đại gia ngầm trong giới showbiz, sở hữu khối tài sản khi nhiều người ngưỡng mộ ở tuổi 50. Một trong những tài sản có giá trị của Nguyên Vũ có thể kể đến là căn penthouse rộng 600m² với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp đã được anh tậu vào năm ngoái. Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 1000m² tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần Hồ Xuân Hương. Không gian sống này gồm 12 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách khác nhau. Được biết đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi lần lên Đà Lạt diễn. Căn biệt thự này được Nguyên Vũ xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020, là nơi để gia đình nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Nguyên Vũ còn từng công khai đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Ma Thuột. Anh cũng nổi tiếng trong nghề là người chịu chơi khi sẵn sàng đầu tư để làm sản phẩm, bất chấp có lấy lại vốn hay không. Với những gì đang có, Nguyên Vũ không tham gia vào câu chuyện của Hồng Loan, ngồi rung đùi hưởng thụ, cuộc sống giàu sang, phú quý cũng chẳng ai chê trách và phán xét được anh. Tuy nhiên, việc chúng ta gây mắt trước hành động của Cần Cần, thường Hồng Loan bị chèn ép, ngưỡng mộ tình cảm phụ tử Vũ Linh Hồng Loan, Nguyên Vũ đã ra tay giúp đỡ con gái của ông Hoàng Hậu Quảng. Chị Ni cho biết, Nguyên Vũ đã tốn nhiều tiền, nhiều công khi giúp đỡ cho Hồng Loan. Chị Ni đã nhiều lần ngỏ ý là chia bớt gánh nặng tài chính, nhưng Nguyên Vũ đã từ chối. Cho đến thời điểm hiện tại, Nguyên Vũ đã tặng cho Hồng Loan nhiều cần câu cơm có giá trị lâu dài, không chỉ cho đời của Hồng Loan mà đến đời con, đời cháu của Hồng Loan, như tài khoản ngân hàng, số đẹp, các tài khoản mạng xã hội tích xanh chính chủ. Không chỉ tặng là xong, anh còn nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng cần câu cơm sao cho có hiệu quả. Nam ca sĩ sinh năm 1975 đã hỗ trợ Hồng Loan cách xây dựng nội dung đăng tải trên kênh YouTube, không chỉ về mặt kinh tế. Trong câu chuyện pháp lý, Nguyên Vũ đã âm thầm giải quyết nỗi lo lắng bất an của Hồng Loan. Liên quan đến vấn đề huyệt mộ, anh đã ngỏ ý
mua đất mảnh đất kế bên mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sẵn sàng chi số tiền gấp đôi giá trị của mảnh đất. Nam ca sĩ đã giúp Hồng Loan thắng về mặt truyền thông, dẹp bỏ mặc cảm là con tù hủ, con nuôi bằng cách âm thầm đưa Hồng Loan đi xét nghiệm ADN. Nam ca sĩ còn chọn cách im lặng giúp đỡ đến khi có kết quả rõ ràng anh mới công bố. Thậm chí có những chuyện nhạy cảm như huyệt mộ, chuyện bánh trung thu, anh cũng không kể, không khoe mà dư luận chỉ biết khi chị Ni chia sẻ. 48 năm cuộc đời, hàng chục năm sự nghiệp đến, khi giúp đỡ thành công cho Hồng Loan, Nguyên Vũ vẫn trọn vẹn hình ảnh trong sạch, kính tiếng và nhã nhặn. Tuy nhiên, vì sự cố khi đang cố gắng giúp Hồng Loan có thêm một cơ hội sự nghiệp nữa, tại bài Phả Gió, Nguyên Vũ chịu sự công kích của một bộ phận khán giả. Điều này đã tạo nên cú sốc tâm lý cho mẹ của nam ca sĩ, vì đây là lần đầu tiên bà chứng kiến con trai của mình bị người khác xúc phạm bằng những ngôn từ nặng nề. Nguyên Vũ không chỉ được biết đến là một đại gia ngầm, một nghệ sĩ có tài, anh còn được người trong nghề ngưỡng mộ vì tấm lòng hiếu thảo. Nam ca sĩ từng cải tạo một căn hộ hạng sang với nhiều thiết kế nội thất hình con ngựa để trang trí vì mẹ của anh tuổi ngọ. Anh cho biết đây là món quà anh dành để báo hiếu cho mẹ ruột của mình. Câu chuyện giúp đỡ cho Hồng Loan và sự cố truyền thông lần này, nam ca sĩ không chia sẻ với mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng những người thân bên cạnh đã mách lại với mẹ về ồn ào trên mạng xã hội của anh. Điều này khiến cho bà lo lắng đến bật khóc. Nam ca sĩ đã có động thái trấn an mẹ của mình. Thương mẹ già của con quá, con xin lỗi. Vì dù đã lớn thành người rồi mà vẫn làm mẹ buồn và rơi nước mắt, con luôn giấu hết tất cả nỗi lo toan trong cuộc sống để chỉ mong sao cho mẹ được những phút giây vui vẻ và mạnh khỏe mà thôi. Con vẫn là đứa con bé nhỏ và biết nghe lời mẹ như ngày nào. Mẹ chỉ có một trên đời và lời xin lỗi còn chỉ dành cho mẹ. Không chỉ Nguyên Vũ mà chị Ni cũng cảm thấy có lỗi với sự cố nội bộ khiến mẹ của anh Nguyên Vũ khóc. Đại diện phát ngôn của Hồng Loan cho biết chị nợ mẹ anh Nguyên Vũ một lời xin lỗi. Thưa quý vị, tâm trạng bất an, lo lắng của mẹ nam ca sĩ Nguyên Vũ đã thể hiện đây là lần đầu tiên trong 48 năm con trai của bà nhận búa rìu, điều tiếng từ dư luận. 48 năm qua, ca sĩ đã chọn thành danh của một người nghệ sĩ. Chế ngoe là điều tiếng ở tuổi 48, lại bắt nguồn từ hành động giúp người. Bên dưới bài viết của nam ca sĩ, nhiều khán giả đã để lại lời động viên dành cho hai mẹ con, thể hiện thái độ ủng hộ với những gì anh đã giúp đỡ Hồng Loan trong suốt thời gian qua.